Thưa quý vị, hiện nay một cơ sở làm bún đang lạm dụng chất tinopan trong chế biến bún, phở giúp cho sợi bún trắng bóng và bắt mắt hơn. Hóa chất này có nguy cơ dẫn đến viêm loét ruột và dạ dày. Hóa chất này được sử dụng như thế nào? Mời quý vị cùng theo chân nhóm phóng viên An toàn sống để tìm hiểu ngay sau đây. Bún là thực phẩm rất được yêu thích ở mùa hè do có tính mát, dễ ăn, lại không mất nhiều thời gian chế biến. Chưa có thống kê chính thức về số lượng bún tiêu thụ mỗi ngày, nhưng một quán bún sườn đông khách có thể dùng đến 100kg bún cho một ngày. Bún vốn là nghề truyền thống được duy trì ở nhiều địa phương. Tại Hà Nội, có gia đình nhiều đời làm bún. Để làm ra một mẻ bún, cần thực hiện các bước như vo gạo, ngâm gạo trong 24 tiếng. Trong thời gian ngâm, gạo sẽ được thay nước từ 1 đến 2 lần. Xay gạo. Cho bột gạo đã xay vào bể ngâm 48 tiếng. Trong thời gian này, tinh bột gạo sẽ lắng xuống. Tinh bột gạo sau đó được lọc lấy bột. Tinh bột này sẽ được để ít nhất 2 tiếng cho ráo nước trước khi hồ hóa và đưa vào máy làm bún. Như vậy, có thể thấy, để làm ra một mẻ bún cần đến hơn 3 ngày. Một số nơi vì lợi nhuận, muốn rút ngắn thời gian làm bún nhưng vẫn giữ bún được lâu đã sử dụng hóa chất trong quá trình sản xuất. Gạo này phải, cái này phải ngâm 2 ngày đúng không chị? Đấy, ngâm qua đấy. Mùa rét phải ngâm 3 ngày mới men được. Tức là phải làm nó thành men, nó mới thành cái sức uống. Tức là mình ngâm cho kiểu nó lên men tự nhiên. Đúng rồi. Không cho thuốc, nếu thuốc thì đã làm được ngay, chứ còn sau. Tại một cơ sở ở ngoại thành Hà Nội, bún chỉ cần làm trong ngày là đã có thể phân phối cho các tiểu thương. Trưa nhà cô 12 giờ nó bắt đầu lại là 1-2 giờ lại phải đưa cho nhà hàng. Thế là cũng tiện, tiện tôi đưa làm 3 ngày em trả phải xuống trên vinh hàng đấy. Quay là được 3 tuần đấy em đi. Vài tạ, 4-5 tạ. Bao nhiêu tạ? 5-6 tạ. Theo tìm hiểu, chúng tôi được biết cơ sở đã sử dụng chất tinopan, còn được biết đến là chất huỳnh quang. Chất này có tác dụng tẩy trắng, làm đẹp và làm dai bún, giúp sản phẩm có thể để được lâu trong điều kiện thường. Việc chọn gạo, ngâm gạo, xay gạo cho đến khi làm hồ thực chất là quá trình chọn lọc và kết tinh chất để bún thành phẩm có màu đẹp, dẻo, dai. Thế nhưng, chỉ cần hòa một lượng nhỏ tinopan vào gạo để xay là đã có thể giải quyết được tất cả những vấn đề nói trên. Cái chất huỳnh quang mà người ta sử dụng trong bún hoặc cái phở gần đây người ta phát hiện ra đấy, thì thực chất nó là cái hợp chất người ta gọi cái tên chung của nó là tinopan. Thế cái chất này thực chất của nó là cái chất mà để làm cho người ta gọi là làm cho nó sáng hơn, cho cái sản phẩm nó sáng hơn và cái sản phẩm nó rực rỡ hơn. Thằng tinopan ấy thì nó là một trong cái chất diệt khuẩn. Đấy. Tức là vi khuẩn hoặc là nấm mốc thì rất là khó phát triển trong môi trường có cái tinopan. Thành thử rằng là có thể người ta đưa vào trong bún thì nó sẽ làm cho là giảm cái khả năng mà làm chua hoặc là giảm cái khả năng mà làm mốc hoặc là làm hỏng cái bún hoặc cái bánh phở. Tinopan là hợp chất dạng bột có màu vàng tươi. Chất này thường được sử dụng trong công nghiệp với mục đích làm sáng bóng các sản phẩm như giấy, sơn, vải sợi. Tại Việt Nam, tinopan đã bị Bộ Y tế cấm dùng cho thực phẩm. Đối với hành vi sử dụng chất cấm này, nếu bị phát hiện, có thể bị phạt từ 30 triệu đến 40 triệu đồng. Song có lẽ, số tiền xử phạt chưa thực sự đủ tính răn đe so với mức lợi nhuận mà các cơ sở thu được, nên tinopan vẫn được lưu hành trên thị trường. Tại khoa tiêu hóa của nhiều bệnh viện, số bệnh nhân nhập viện bởi ăn bún có chứa chất tinopan là không hề hiếm.
Cũng chính bởi vậy, việc sử dụng chất này trong thực phẩm là tuyệt đối không được phép. Gần đây nhất là trường hợp tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Bệnh nhân ăn phải loại bún này đã nhập viện trong tình trạng đau bụng, buồn nôn. Sau khi kiểm tra hệ tiêu hóa, nội soi, sợi bún bé ăn từ sáng vẫn còn nguyên trong đường ruột. Các nghiên cứu đều chỉ ra rằng là gì? Những cái người mà cái lặp đi lặp lại nhiều lần, tức là chúng ta không phải là một lần ta ăn cái thứ đó vào, mà ta ăn nhiều lần và trong một cái thời gian dài, thì là cái tiềm ẩn một cái nguy cơ gây bệnh đối với này đường tiêu hóa và bệnh về gan và tụy là rất là cao. Mà cái ảnh hưởng với sức khỏe tiềm tàng là rất là lớn. Để phân biệt được các sản phẩm chứa tinoban, người tiêu dùng nên lưu ý. Bún sử dụng hóa chất huỳnh quang sẽ có màu trắng trong, sáng và sợi bún có độ bóng khác thường. Bún chứa hóa chất huỳnh quang, sợi bún dai, giòn hơn, có đứt gãy. Khi mua bún, người tiêu dùng nên dùng đèn cực tím như đèn soi tiền chiếu vào. Nếu thấy bún phát sáng thì bún có nhiễm chất huỳnh quang. Tinoban là hóa chất không nằm trong danh mục phụ gia thực phẩm. Thế nhưng hiện nay, một lượng lớn bún sử dụng loại hóa chất này vẫn được tuôn ra thị trường mà cơ quan quản lý chưa siết chặt. Quý vị hãy cẩn trọng để lựa chọn cho mình những sản phẩm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.